triệu rưỡi ba chị em báo ăn được gì ở hai quán ốc quận 3. Chờ ba đứa bay trước ba nha, quyết tâm ăn ốc nha, không từ bỏ okay. Nha. Quán đầu tiên là ốc Như, mấy chị em mẹ tên bé tính ghé là vào mùng 7 nhưng mà... Để trái, nhớ nha, đi ăn ốc Như đầu đường là không non. Rồi để trái ở đây. Hả? Ủa? Là sao? Thôi đi vô kêu nè. Nè. Bà báo em Út tên Hương là đã có ăn ở đây một lần, nhưng mà kỳ đó xe người ta thả kịch cái ngay quán, giờ đâu có nhớ đường đâu. Đúng rồi, hẻm này đúng rồi. Kiếp nạn thứ hai đã tìm đúng được cái hẻm rồi, nhưng càng đi càng không thấy ai cả. Bởi vì đó là một tiệm ốc rất là đông khách, nên người ta thường sẽ gửi xe dài ra mấy con hẻm luôn, mà cuối cùng cũng thấy vườn không nhà trống. Đang lẽ ra là đi ăn ốc Như, nhưng bây giờ ốc Như không mở, tụi em quyết đi tìm ốc Xuyên, mặc dù gọi đi ốc Xuyên không được. Không từ bỏ nha, phải ăn ốc không nha. Về mùng 7 phải ăn ốc nha. Nhưng nếu ốc Xuyên không được thì em sẽ qua ốc Loan, mà ốc Loan không được nữa là em về cái gì? Đảo hầu gì đó luôn. Cái gì vậy trời, thiên đường ốc. Thiên đường hầu. Hôm nay em phải ăn cho được bao nhiêu phút? 3 một phút. Một phút. Rồi. Bây giờ chạy đua vũ trang nha, bây giờ chạy đua cai tới trước, cai tới trước. Các bạn đoán xem. Tôi tin là mình sẽ đến đầu tiên. Tôi thì tôi nghĩ là tôi sẽ thứ hai á. Chị tôi sẽ là người cuối cùng là trời. Bye. Ứng cử viên thứ nhất đã lên trên yên ngựa, nhưng không ngờ tới chứ gì, thứ hai chính là tôi. Ở bên trong chợ Bàn Cờ có rất nhiều quán ốc, và đây là cái quán mà cô em thứ hai của tôi đã ăn rất nhiều lần, cho nên bà được đi chợ. Nghe theo lời của bà thì anh chủ rất là dễ thương, mà dễ thương thiệt. Trời ơi, hôm bữa mấy đứa nó quay lên YouTube người ta chắc quá trời luôn. Anh nói thiệt, anh làm không kịp. Để coi hôm đó tụi mình gọi những gì. Có ốc hương xào bắp mỡ, ốc tỏi nước mắm, ốc len xào dừa, rồi còn mấy cái món nhịn lùm la tụi mình ăn nhiều dữ lắm. Nhưng mà đa số thì đều được nêm nếm rất là vừa ăn. Ôi mà mì nha, đó giờ tụi mình toàn là lấy đem xào ốc móng tay hay là ốc giác không à. Hôm đó hết rồi còn có mỗi ốc khế, thử thì mình thấy cũng dai ngon sừng sật, rất là đáng để thử. Tụi mình chốt sổ bằng một em sò mai cũng khá là bự, tổng bill chắc tầm 1,5 triệu á. Sau một tuần thì quyết tâm phải ăn cho bằng được ốc Xuyên. Ấn tượng đầu tiên là nó rộng như một cái sảnh khách sạn mà người ta ngồi san sát nhau luôn. Máy lạnh thì phà phà và đồ ăn đồ uống rất là sạch sẽ, bỏ trong bịch đàng hoàng nè. Rồi đang thử cái trend gì mà bất ngờ dữ vậy không biết. Nước chấm thì rất là đặc biệt, có nhiều loại cho nhiều món lắm, mà nó kẹo kẹo rất hấp dẫn. Đặc điểm rất đông khách, không chỉ Việt Nam mà còn nước ngoài nữa, nên khoảng cỡ 7:30 tụi mình ngồi là đã ăn hết món kha khá đó. Ốc len xào dừa là khoái khẩu của mình, đậm đà và nóng hổi. Mấy em số trứng muối thì cứ gọi là cái màu quá là hấp dẫn đi thôi mà béo lắm. Hôm trước biết có ốc khế dai dai ngon ngon rồi, hôm nay mình cho nó sốt nước mắm luôn. Đa số các món ở đây mình thấy nêm nếm khá là đậm đà, cho nên nhớ phải bắt được cô bán bánh mì nha, bởi vì cổ rất là thoát ẩn thoát hiện, không có đoán trước được sẽ đi đâu. Mấy chị em đam mê cái vị hấp thái lắm nên tiếp tục gọi nghêu, nhưng mà là nghêu hai cồi rất mập, ăn cực kỳ đã. Trải nghiệm cá nhân của mình ở đây là đa số các em ốc đều được làm rất là sạch, không có bị sạn tí nào cả. Nhưng hôm đó có lẽ là mới mở sau Tết thôi, nên mấy em hàu này nó bị rụng rơi ra khỏi cái vỏ mất rồi. Bạn nào bạn nấy được trải khăn đàng hoàng nha, nên tạo cảm giác rất là kiểu thèm ăn với sạch sẽ. Gọi món bằng điện thoại bấm tít 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 rất là chuyên nghiệp và ra món cũng nhanh nữa, nên mình nghĩ trải nghiệm này khá là xứng đáng với giá 1,5 triệu. Cả nhà nghĩ như thế nào nè?